Xin chào toàn thể các bác đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay em lại đi rừng các bạn. Mà hôm nay rất nhiều đèn. Đây. Trời thì sáng rồi nhưng mà chỗ này đang còn tối nên bật đèn các bác nhé. Bật đèn thì nó mới sáng được, mới thấy được con mồi này. Hôm nay rất tiếc là em nhìn nhầm con trống sang con mái các bạn. Con trống thì em không trúng mà lại trúng con mái. Bay mất. Hôm nay em đem được một em mái này, mái này chắc nó đẻ từ hồi tháng hai qua tháng 2 thì giờ nó lớn rồi, nó lại bắt đầu sinh sản nha các bạn. Đây. Hôm nay không hiểu sao một bầy này nhiều thế, nhiều công nhận rất nhiều gà mái luôn các bạn. Em nhìn thấy 4-5 con liền nhưng mà thế là không phát hiện ra con nào con trống. Nó cứ gáy trước mặt nhưng mà không phát hiện ra. Thế là em cứ thấy trời đang tối em cứ thấy là em beo luôn. Em nó rụng xuống ngay vườn sắn vườn mì này luôn này. Đây. Em tắt flash đi thì trời sáng rồi các bạn. Đây, đồi núi. Toàn đồi núi buổi sáng thì nhìn rất chỉ là yên bình nhá. Nhưng mà nó mà nắng nóng lên thì thôi rồi, đúng là thấy cảnh luôn. Em tưởng là lâu nay không có gà gáy nữa nhưng mà hôm nay em rảnh rỗi em lại đi tranh thủ buổi sáng thể dục lúc thì lại nghe gáy. Em rình mãi mới nghe nó gáy lại các bạn. Hôm nay thành quả của em vào rình vào bem thì được có mỗi em mái này thôi. Đây xuyên ức ra đằng sau nhá, nó quay ức về đằng mình. Con này xuyên vào ức, xuyên vào ngay chỗ này. Đây xuyên vào ngay đây. Đây xuyên vào ngay chỗ này các bác nhé. Đây chỗ em đặt xuống đây. Đây nó vào đây xuyên ra đằng sau này luôn. Giờ em sợ đi về thôi. Em tưởng là được em trống thì nó to hơn, em mái thì nó bé quá. Mái quá bé luôn. Này thiết kế dây đeo rồi, nên là thoải mái. Bầy này khá là đông. Hôm nào em sẽ trở lại và em sẽ tìm con trống. Hôm nay là gọi là chót em phải em mái rồi nên là thôi. Có khi bầy này mới lớn thì vài hôm nữa lại rủ anh em trong ngày lại vào đây rình xem nó nằm ở khu nào. Gà mùa này rất chi là gầy nhá, gầy thật. Mùa này rất ít gáy rồi các bạn. Mùa này thì những con nào đẻ muộn và lớn muộn thì nó sẽ mới có gà trống gáy các bạn nhé. Có những chỗ không gáy nữa cơ. Có những khu vực là không gáy hẳn. Chỗ em đây thì vẫn lác đác. Hôm trước em đi một lần thì không gặp con nào gáy. Thế là em lại bảo là nó thay lông với lại mái nó ấp hết rồi. Mái này mái tơ này. Đấy. Mái này mái tơ mới lớn thôi. Đây. Được ăn mái được rồi. Thôi chào các bác nhé. Hẹn các bác video tiếp theo. Có thể vài hôm nữa trăng nó lên muộn hơn thì em sẽ đi soi đêm các bác nhé. Hôm nào em đi soi đêm thì em sẽ có khi là chơi một quả lớn xem thế nào. Dạo này lâu ra video quá. Các bác mà yêu mến em thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em phát triển kênh tốt hơn các bác nhé. Rồi kính chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác video tiếp theo.